tên. Ôi chú cu bông ơi, là chú cu bông. Trời, cái quần đổ hết trơn à. Trời ơi, tiếc quá bạn ơi, mình không có tiền mình mua mấy cái lồng để cái lồng này xét tội nghiệp em quá thôi. Bữa nào Tư dành dụm tiền đủ anh Tư sẽ mua lồng mới cho em nha. Ráng đi em ơi. Trời ơi, con chim trâu trảo này á, để vài bữa ăn, anh Tư ráp cặp em cho em đẻ nha. Cưng quá. Ôi, còn em sáu nâu này á, không biết là em trống hay em mái nữa. Anh nghĩ em chắc là mái quá, thôi em nuôi em lớn chút nữa các anh ghép cặp với con này nha. Không biết hai đứa vô cặp có đẻ được không nha bạn ơi. Bữa nào mình ghép nha. Rồi còn mình quay cho bạn xem mấy chim của mình vừa hốt chim non á các bạn. Mình để đây. Hả? Trời bắt điếu tao người ta. Trời ơi, mới để mấy chim con điếu cho người ta ơi. What? Ủa? Không lẽ mèo ăn ta? Trời ơi, mình mới để đây mình vô lấy đồ ăn ra bắt điếu người ta chết rồi. Rồi. Thôi rồi cái điếu này chắc là bị mèo ăn hay là vuột ra ta ơi. Cái tội này là do mình các bạn ơi. Hà tiện không mua cái lồng chim để bây giờ nó bay đi mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi tiếc thiệt các bạn ơi. Cha chả kiểu này á, biết ăn nói làm sao đây với cái tem tụi mình các bạn ơi. Bữa mình hốt quá dễ thương mà bây giờ còn cái lồng không à. Alo, tụi em mới lại em rồi. Ủa anh Tư làm gì buồn hiu anh Tư? Đúng rồi đó, mỗi lần anh Tư nói chuyện với sáng rồi đó sao hôm nay mà anh Tư buồn dữ hả Tư? Đúng. À tôi biết rồi, anh Tư thất tình rồi đã nhớ người yêu á. Bậy bậy mày ơi, tao nghe mày nói sai rồi đó. Cha tao giờ lớn tuổi rồi với lại có mẹ tao và vợ cũng sinh gái rồi. Đâu còn yêu đương gì nữa đâu mà thất tình mày. Đúng, thâm lý. Trời ơi, mày nói vậy là quá sai bà ơi. Mày nghe ông bà xưa ta nói câu gì không mày? Câu gì nữa mày? Thì đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Ủa Hiệp, năm thê bảy thiếp là gì vậy Hiệp? Nè, để tao giải thích nghĩa cho mày nghe nha. Ừ. Năm thê bảy thiếp có nghĩa là dụ giờ anh Tư lấy vợ rồi đúng không? Rồi. Thì giờ anh Tư lấy thêm cô nữa, gọi cô nữa cũng được nữa mày. Trời ơi, mày nói chuyện là bậy á mày ơi. Giờ thí dụ như cha mày đi. Ừ. Giờ cha mày có vợ có mẹ mày đúng không? Ừ. Giờ cha mày có vợ bé đúng không? Ừ. Rồi mày với mẹ mày sẽ làm gì cha mày? Thì đũa dùng bò ngủ sao mày? Thật là quải trưởng các bạn ạ. À. Trời ơi, vậy sao mày nói Tư? Đúng rồi. Thôi giờ mình hỏi ổng đi biết à. Ừ. Đúng rồi, hỏi anh Tư đi. Anh Tư ơi. Tư. Cái gì? Đi chợ gì mình tới vậy? Tao nghe tao bị chơi. Anh Tư nghe mà. Đúng rồi đó. Mà anh Tư nghe mà anh Tư buồn mấy đứa ơi. Buồn. Em đi buồn. Ê, làm gì ơi? Ủa, sao mày khoan. Lòng này có. Lòng này không có. Bao chim chò chảo không có cánh biết bay. Ừ. Ủa, nó có cánh rồi mà. Đúng rồi, mấy chim con hết rồi Tư. What? Ủa gì vậy? Là sao vậy mày ngồi? Đâu hết trơn ngồi. Ủa anh chim đâu Tư? Anh Tư buồn quá mấy đứa ơi, bây giờ anh Tư giải thích mấy đứa đừng có cười anh Tư nha. Dạ. Đó bữa ba anh chim mình hốt mình nuôi phải không? Dạ. Ờ nó dặn hết dễ thương, có ngày nào anh Tư cũng vuốt ve đó. Ờ. Ở nơi ra ông cánh ta thấy khá dài đó, định bữa nào anh Tư sẽ mua cái lồng mới cho nó đẹp hơn. Ờ. Mà nãy anh Tư á đem ở đây định cho nó ăn, anh Tư quên lấy thức ăn, chở vô lấy thức ăn ra đã đời. Không có cánh mà bay, ý quên có cánh mà bay mất tiêu luôn. Ờ. Mà không phải bay đâu, cái này là anh Tư nghĩ con mèo ăn chúng đâu hết trơn á. Thì đó em biết nguyên nhân gì chở lại mất tiêu à. Thì em cũng mới định nói là mèo ăn đó Tư ơi. Mèo ăn không đó. Phải đâu anh Tư ơi. Em suy đoán này là biết gì không anh Tư? Sao? Cái lồng Tư nè, Tư hạ tiện nè. À, mấy cái lồng nó hư nó rỉ xét nó bị gãy hết mấy cây nè. Cho nên mấy chim nó tận dụng mấy cái lỗ này anh Tư. Ờ. Bay mất. Bay lắm rồi Tư ơi. Đi mà nuôi quen sao bay được. Trời ơi, quen chứ mà nó nhìn ra thiên nhiên là nó muốn ra mà. Sao vậy nè, có đồng loại nó mày, nó thấy là nó muốn được tự do. Ví dụ này đi, anh Tư bị chị Tư nhốt phòng. Ừ. Vậy anh Tư muốn đi ra ngoài nhậu không? Ừ. Đúng không? Nhốt hoài cũng chán phải không? Thì đó, hiện chim cũng vậy đó anh Tư ơi. Thôi vậy giờ mình thả mấy này đi luôn đi anh Tư. Đúng rồi, với mấy này nhốt thấy cũng buồn lắm đó. Thôi, để... Ê, ê, đừng thăm ơi. Bây giờ mới thả
mấy cái này ha, tao thấy cũng tội ghê. Biết sao không, mỗi lần mình lại quay á, mình nghe mấy con này nó kêu nó hót đồ mình cũng vui phải không? Bây giờ thấy mấy này đây mình đâu còn nghe tiếng chim hót kim kêu nữa đâu, mình cũng buồn mày ơi. Thôi bây giờ mình để thằng Nghĩa mình để nó lại đi. Trời ơi, mà để mấy chim lại mà tướng Hà Tiện quá, sao để được ngoại. Đúng rồi á, không chịu mua cái lồng mới luôn, nuôi lồng cũ không? Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa, cái lồng gà cu à, lồng gà chim của ta lấy ra nuôi cu được nó mới ghê chứ. Đúng rồi, đúng là phải. Biển mà. Giận tí tôi. Nói cho mấy đứa nghe nè, phải Tư Hà Tiện mà anh Tư á, định bữa nào đi mua, nói chung là chưa có mua, chưa có thời gian. Nói chung mà chưa kinh phí đúng không anh Tư? Đúng rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đó thì mấy đứa cũng thông cảm, nhưng mà bây giờ nó mất rồi thì anh Tư buồn quá. Trời ơi, anh Tư rút kinh nghiệm rồi, anh Tư đi mua lồng mới đi Tư, chứ để nuôi mấy lồng này là mốt mấy chim này cũng đi hết trơn rồi anh Tư. Đúng ơi. Rồi, anh Tư để ý cho chừng nào nó nghỉ xét rồi, y chang à, anh Tư đi mua lồng mới đi anh Tư. Không mà mày ơi, bây giờ nhà tao không có kinh phí mua mấy lồng, cái lồng này có mấy trăm ngàn lắm mày ơi. Đúng rồi, đúng cái lồng này mấy trăm ngàn, đừng có dở, mua 3, 4 cái lồng sao tiền đâu mua nổi. Ừ, sao mày không tự chế cái lồng đi anh Tư? Đúng rồi mà anh Tư à. Em tự chế đẹp hơn cái này nữa. Cái lồng này luôn nè anh Tư. Chế được thôi, trời con chim mày nó nghèo nó chế thì mừng dữ người ta. Trời ơi, chế cái lồng hen nó nói là siêu đẹp luôn á anh Tư. Trời ơi, trời ơi, chim mày nó nghe làm cái lồng như nước máy bạn ơi, chịu không? Cu. Ủa con sáo kêu cu. Con sáo nó kêu hen đủ thứ tiếng hết trơn à. Nhưng mà anh Tư định phóng xanh nó rồi, nhưng mà sợ nhiều khi mấy đứa lại quay clip nè, không có nó thì mấy đứa buồn không hao. Dạ. Đó thì bây giờ mấy đứa nói vậy thì mấy đứa đi chế cho anh Tư đi được không? Dạ đúng mà anh Tư ơi, chế cho anh Tư mà tụi em không có kinh phí gì sao làm anh Tư. À đù. Em phải có cái gì mua đồ mà làm chứ anh Tư. Có cái gì gì chứ anh Tư. Thôi, đúng là tiền, trời, cái gì cũng tiền hết trơn á, khỏi thiệt. Thì bây giờ á, thử tài mấy đứa luôn đi. Dạ. Thì bây giờ á, chim nó lỡ mất rồi thì mấy đứa cũng như đừng có buồn nha. Dạ. Anh Tư cũng khóc sáng giờ hết nước mắt rồi. Mấy đứa đừng có buồn nha. Thì dạ, ngày nay mấy đứa đi chế cái lồng chim cho tôi đi. Dạ. Làm ba đội đi. Dạ. Mấy đứa ngủ phát triển chứ à, gì á. Thằng Diếm lại chế cho Tư ba cái lồng đi. Dạ. Để Tư có nhốt ba con chim này lại nè, tại vì nó khá là chật hẹp nè mấy đứa thấy không? Dạ. Đó với lại cái lồng này á, nó đâu phải là nuôi chim đâu, mình chỉ tận dụng thôi. Dạ. Là mấy đứa nào mà làm cái lồng đẹp nhất á. Dạ. Tư cho 1 triệu. Không phải. Để Tư nó mua lồng còn ngon hơn nữa. Dạ. Giải thưởng nó chung 200k thôi được không? Dạ được. Được, con chờ gì nữa đi kiếm đồ làm cho Tư liền đi. Yeah. Còn mình á, lần này mình chừa các bạn ơi. Cái tội Hà Tiện mà làm mất ba con chim của mình quá là buồn các bạn ơi. Ở hẻm cho anh kiếm ra con chim đi hẻm. Thì vô nhà kho của Tư kiếm được gì làm đó mày ơi. À đây có cái thùng bê nè, làm được mày. Trời ơi, cái thùng bê này mình làm đâu treo được đâu mà làm được mày. Ủa vậy chứ giờ làm gì ta? Ôi nè. Trời ơi, có lưới rồi, cái lưới chút mình làm cái khung lưới mình làm mày ơi. Đó, đây đụng một món rồi, vô xếp tiếp mày ơi. Kiếm cái nắp đi. Ok, kiếm cái nắp. Cái nắp thường là tao thấy ông nội đó, chiên là lồng chim á, lấy cái nắp của cái quạt. Mày mấy cái quạt điện không? Nè. Ơi có luôn. Ủa này hư rồi mày ơi. Hư rồi hả? Ủa có cái đó mùi ra ngoài không nè? Rồi, ngon rồi. Hợp lý rồi. Cái này là đủ làm rồi. Đủ lắm luôn chứ đủ làm gì mày ơi. Đúng rồi, thôi đi ra được rồi đó. Ok, đi. Đi. Chồng đi kiếm đồ làm thằng Nhiễm ơi. Dạ. Bữa em thấy cái quạt hư trong nhà kho anh Tư nè, anh chứ tưởng. Thì mình vô mình lấy lẹ. Dạ. Rồi luôn, cái đắp trên có quạt hư à, hai khía kia lấy luôn rồi. Vậy trời là mày đi kiếm gì đi đi chỗ, kiếm gì làm đi chỗ. Kiếm gì trời. Ờ Nhiễm ơi, hay là mình lấy cái thùng này đi Nhiễm. Này là mình cắt ra, tại nó cũng cỡ trang cái lồng chim này nè. Đúng không? Đúng. Mình lấy lưới mình bao dưới thôi. Đúng không? Đi. Kiếm lưới. Thôi, giờ mình kiếm gì mình làm lồng chim được quá. Để em suy nghĩ coi. À, biết rồi nè anh hai. Gì? Lấy cái lồng chuột nè, treo lên nuôi chim được á. Trời ơi Phước ơi, cái lồng gà chuột này nè, để người ta để dặn gà chuột nó đâu treo lên mình làm được đâu. Chứ là cái lồng nè cũng cũ kỹ, cũng hư hết trơn rồi sao làm được Phước. Thôi giờ mình đi kiếm cái khác đi. Cái này mục rồi hư hết trơn rồi Phước ơi. Thôi để đây đi. Kiếm khác đi. Giờ kiếm gì vậy trời. Thôi giờ mình làm thùng mì tôm đi. Thùng mì tôm này nhìn xấu quá, chắc không nắng nổi đâu Phước ơi. À đây có lưới sẵn rồi nè. Ui, cái đỏ nó làm được rồi Phước ơi. Cái đỏ nè, mà hồi mình cột chùm ra mình mát lên nè. Ủa cái rõ làm được là ngon nè. Ờ đúng rồi đấy, sẵn đây có lưới nè. Ờ thôi giờ mình làm luôn Phước ơi. Ôi hiệp giờ mình làm lồng chim hay lồng cua ngoại. Ta suy nghĩ kìa. Thôi làm lồng chim thì chim nhỏ nuôi cho nó đẹp. Ờ nhưng mà giờ làm sao? Thì giờ ok để làm cái lồng chim bạn. Giờ mình sẽ lấy một lắm lưới sắt nè.
với một cái nắp của cái quạt nhưng mà bị hư rồi đó. Giờ mình sẽ xong tròn mà dính phụ tao thôi kìa. Ok. Dính ha. Đó, giờ mình sẽ đẩy nắp này lên và cắt tới đây thôi mọi người. Rồi lấy cái đít đó bạn, mình ép vô rồi treo lên là ok các bạn. Giờ làm thôi. Chui hết là bên hàng bay nổ rồi. Trời bạn ơi, bên đó có chim mà mình phải có cu á bạn. Bên mình sẽ làm lồng cu. Mà lồng cu á mình sẽ dùng lưới bự hơn nha. Với lại là mình sẽ tận dụng cái thùng này các bạn. Cái thùng này nè, mình tận dụng làm y chang cái lồng của cu của anh Tư các bạn. Đi cái tướng y chang luôn á. Em sẽ đưa đây. Mình chèn nó lại rồi mình đo rồi mình cắt nha. Anh hai, bển lòng chim có lòng cu rồi, vậy anh hai lòng gì anh hai? Anh với bác hả? Anh với bác là lòng gà đi, lòng gà to lắm luôn á, bự bự. Oh no. Trời ơi anh hai ơi, là lòng gà không thua nữa, là lòng gà bự chảnh sao treo lên? À cũng phải ha, bên bển có lòng chim, lòng cu phải không? Giờ mình làm gì vậy ta? À biết rồi, giờ mình hang mình làm một cái lòng hang nuôi hai thứ luôn, lòng chim, lòng cu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm nha các bạn. Thì trước hết mình cần cái rổ này với một cái tấm lưới nha. Bây giờ mình sẽ quấn như rút là mình quấn theo từng tháp của nó, xong mình quấn từ chừng nào hết vòng các bạn thì mình sẽ cắt ngang ngay khúc nào mình thấy vừa được bạn ơi. Bây giờ anh em mình sẽ quấn như rút nha các bạn. Đây, giờ bắt vịn cái rổ đi để rút vô. Xin chào tất cả mọi người, anh Tư Khải TV. Gì nữa? What? Ủa mày đang làm gì bạn? À cái này cha con biết làm, con biết con làm gì không cha? Làm gì? Cái này giống như người ta trong phim người ta kêu là người ta đi vừa đi vừa đập nào. Người ta kêu là cẩn thận của lửa. Cẩn thận của lửa phòng cháy chữa cháy rồi. Thật là quải trưởng các bạn ạ. Ủa không có liên quan đâu, giờ giới thiệu lòng chim mà gì tiếng gõ này. Không biết đi rồi. Đó các bạn ơi, thì ngày hôm nay tụi tem mình nó đã chế tạo cái lòng chim nha. Không biết mình nuôi đạt không, thì bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem nha. Đó, thì bây giờ mỗi đứa xong lòng chim hết chưa? Dạ rồi. Trời ơi, quá đẹp vậy rồi, giới thiệu đi. Mà nó đẹp hơn cái lòng cũ của anh Tư. Nhiều hết anh Tư. Trời ơi, công nhận cái lòng này em tự làm, không ai mướn người ta làm vậy. Thì em với bạn Bo là em bằng khăn nhím làm anh Tư. Trời ơi, rồi giới thiệu đi. Cái lòng này em để nuôi con gì ta? Cái lòng này em để nuôi con sáu anh Tư, sáu con anh Tư. Sáu con hả? Được không? Được, sáu con đưa vô nó hốt đẹp lắm anh Tư ơi. Anh Tư thấy cái cây này thiết kế khá đẹp luôn, gọi giới thiệu. Trời, nãy em giới thiệu anh Tư nói hoài à. Của em lòng chim làm bằng lưới dây chì. Còn ở trên làm bằng thùng nước lọc. Rồi cái móc thì làm bằng dây chì. Ủa cái này treo nó có lọt không em ơi? Cứng không? Cứng chứ anh Tư. Em không lấy cái nắp của nó đó. Dạ nắp của nó làm đưa vô này nó không có đẹp, không có thẩm mỹ anh Tư. À khá là đẹp luôn các bạn ơi. Đó anh Tư, y chang thiệt ngoài chợ luôn á anh Tư. Quá đẹp luôn đó. Thì cái lòng này Tư thấy em tận dụng cái chai này chai nước suối phải không? Thùng nước suối 18 lít nè. Dạ. Cái này là cái chỗ cho ăn uống nước gì phải không? Dạ đúng rồi. Nó chế cái cây này có cái dáng ẹo khá là đẹp luôn các bạn ơi. Cái này thì để nuôi con chim con sáo vậy Tư thấy cũng đẹp, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Đó thì cái lòng em là cái mã số 1 đi nha. Dạ. Thì bắt hồi em sẽ bỏ chim vô thì anh Tư sẽ quay tiếp nha. Rồi dạ. Vô bắt chim bỏ vô đi. Rồi tiếp theo cái lòng này của ai đây? Dạ cái này của con phát triển nè trời. Rồi con giới thiệu đi. Rồi cha, trước hết cha thấy cái này cái lòng này đẹp hơn cái lòng nuôi cu cũ của cha phải không cha? Đúng rồi, đứa nào thì anh Tư thấy chế này đây cũng đạt á, cha thấy chế cũng đạt hết trơn à. Dạ. Cái cây này thì nó lựa cái cây, cái dáng này quá là cổ truyền luôn các bạn ơi, quá đẹp luôn. Cái này hình như cái mông giấy cũ cha, tự nhiên con nhặt được cái trời. Ồ cái cây này dáng cổ quá đẹp luôn bạn ơi, thì nó thiết kế cái chỗ ăn uống nè. Dạ. Đó nghỉ ngơi với cái giò, nó có cái chỗ đạp ở đây là đứng ăn phải không? Dạ đúng rồi trời. Quá đẹp luôn. Đứng chỗ đạp này trời. Ồ quá đã luôn ta. Đó. Cái này là cái rổ phải không? Đúng rồi, làm cái rổ úp bên trên này trời, lại có cây đồ móc nè trời. À. Ở cái lòng này giờ con định nuôi chim gì? Chim á cha, con nghĩ con sẽ nuôi con cu voi, tại biết sao không cha? Cu rằng á cha, tại biết sao không cha? Tại cái lòng cu á, con thấy lộn nghiệp quá cha. Vô chỗ này do nó không khoáng bự này cha, chó đẹp trời. Dạ. Đúng rồi, cái lòng này thì nuôi cu hết sảy con 37 luôn rồi. Dạ. Rồi, xong phần giới thiệu. Ủa dạ. Nắp nó cầm làm gì? Cái nắp nè, quên giới thiệu cha nữa. Biết sao không cha, mình nuôi ở ngoài trời thì mình để vậy cho nó ị ra ngoài trời cha, với lại cũng tốt cho cây cỏ phải không cha? Nhưng rồi. Mà mình nuôi trong nhà nó ị nhà mình nó được cha, nên mình có cái nắp này cho. Mỗi lần mà cho nuôi trong nhà giới thiệu cho người quen nổi dây cho ịn nắp lên nè, khoét hải lỗ ịn lên nè. Cho nó hứng xít đó cha. À. Thông minh lắm. Cũng là con trai của ta. À biết rồi, cái này khá thông minh nè. Mình sao lâu ngày đầy mày lấy đổ phải không? Dạ đúng rồi. Khá dạ. Thông minh rồi. Bây giờ con đi vô bắt chim vô đây nè, con bỏ nước, bỏ thức ăn vô đi nha. Dạ. Tiếp theo là của. Wow. Trời ơi. Pake thường thường ngày nó chế đồ xấu mà sau này nó chế đẹp dữ ta.
Trời Tư ơi, hơi sao cũng hơi xấu rồi anh Tư, anh Tư thấy này vô ra không? À, tại nó vì, không không? Thì cái cây nó chống anh Tư rồi. Đúng rồi, tại em đạp cái cây này thì không sao đâu, dạ. Tư thấy là quá là đẹp luôn dạ. Cái này thì em nuôi cái con gì đây? Dạ, em nghĩ là em sẽ nuôi con trâu trảo anh Tư ơi. Ok, trời ơi, cái đồng quá là đẹp các bạn ơi. Tư ơi, trâu trảo mà đưa hai cặp đây anh Tư làm cho nó gỗ, nó cũng đẻ tốt luôn anh Tư. À, cái này là có một đứa làm, hai đứa tự làm. Trời hai ơi. Đứa cũng chung là hai đứa làm Tư ơi. Thằng Hiệp thì nó thì rút thì em là rút còn phải kia cắt lưới rồi á Tư ơi. Công nhận các bạn ơi, ngày hôm nay tem mình nó tưởng đâu nó nói chơi chứ ai ngờ nó chế cái lồng này á, thì có ngoài tiệm chưa chắc thì đẹp bạn các bạn ơi. Mà công nhận nó thông minh, nó lấy cái này là cái vỏ của cái nắp quạt hư là cũ nè, nó được cái lỗ rồi là cái móc keo quá là đẹp luôn. Đúng cây rồi, có cái thiết kế cái này là chim đứng bao thoải mái được các bạn ơi. Dạ, đó thì bây giờ em là cái mã số 3 đi nha. Dạ. Bây giờ không biết để chim nó đạt không, bây giờ em vô bắt chim cu giùm để vô Tư coi nha. Dạ. Đó thì các bạn ơi, thì bây giờ thử để chim thử cái lồng nào đẹp nhất nha. Rồi đầu tiên là tí chuột hồi nãy ha, nó đi trước, bây giờ em giới thiệu trước đi. Dạ anh Tư, giới thiệu của em là bỏ chim vô nữa là xong nha anh Tư. Ủa, con này con chim hả, nãy theo giới thiệu cô. À không, tại nãy thì em nó nhỏ mà thấy vô thấy con trọc trảo này nó nhỏ gọn anh Tư. À, luôn. Các bạn ơi, cái lồng này thì để con chim trọc trảo vô bạn thấy không, quá thích hợp luôn các bạn ơi. Mà anh Tư, của em đặc tính nữa nghe, nãy em quên giới thiệu nữa, cái này của em có thể che mưa luôn á anh Tư. À, ý em nói cái này mưa nó không tạt cũng được phải không? À, hay, hay, luôn, bỏ ngoài mưa, dù bỏ ngoài mưa nó cũng sao anh Tư. Vậy hả? Dạ. Các bạn ơi, thì cái lồng này ngày hôm nay anh Tư theo anh Tư là chấm bạn Tí này 10 điểm bạn ơi. Rồi thì em là mã số 1 đi. Dạ. Rồi em có lời nào phát biểu không? Hai đứa có lời phát biểu cho bạn mình chọn em không? Em có anh Tư ơi. Có gì? Em mong là em giành chiến thắng phải không anh Tư? Ừ. Em để có tiền mua dụng cụ học tập để sắp tụ trường rồi anh Tư. À, ý là muốn nói các bạn sẽ bình chọn em để hai đứa có tiền để mua dụng cụ học tập phải không? Dạ. Rồi khá là ý nghĩa đó. Thì các bạn ngày hôm nay thì Tí chuột có thể chế cái lồng này á, nuôi chim nuôi cu diện Tư thấy cũng khá đạt bạn ơi, quá đẹp luôn. Dạ. Đó thì mong các bạn sẽ bình chọn cái mã số 1 là Tí chuột nha. Rồi yeah, em đem lại game máng đi. Rồi tiếp theo là lồng số 2 của ai? Số 2 của con nãy là giờ ơi. Đây, giới thiệu đi. Đây là cái lồng số 2 của mình nha bạn. Đây. À, nuôi con chim cu bông các bạn ơi. Dạ dạ, sẽ giới thiệu lại cho trai. Cái này là lúc nãy đang đi ra đang kiếm cây tính lấy cây bắt ngang qua ra đang chặt và tự nhiên thấy cục gỗ này quá ngon luôn trời ơi. À, cái này thì nãy giới thiệu rồi. Dạ. Không cần giới thiệu nữa. Dạ. Thì cái ăn thức ăn với lúa là khá là hợp nè, ăn cua dạ, thì nó nước nôi để đây Tư thấy là khá hợp đó. Dạ. Có cái nó mới vô chuồng mới thì nó xa lạ thôi chứ vài bữa nó mê cái chuồng này liền à. Dạ đúng rồi chứ ơi. Các bạn thấy không? Cái chuồng này á, để con cu này là bảo đảm nó bao rộng rãi theo mà nuôi con cặp cũng được á bạn ơi. Dạ. Đúng không? Cái lồng này mình nuôi đa dạng rồi, chim nuôi cũng được nè, cu nuôi cũng được nè, hay nuôi cặp hai cặp gì cũng được bạn ơi. Đúng rồi. Thì cha thấy cái lồng này mã số 2 khá là đẹp nè. Dạ. Rồi, thì đây là mã số 2 nha. Con dạ, có lời để phát biểu cho các bạn mình chọn cái mã số 2 không? Dạ thì con cũng có lời phát biểu nha. Thì bữa rồi mình thắng cũng khá là nhiều game rồi bạn ơi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ mong mình sẽ chiến thắng nha bạn. Tại biết sao không? Làm mấy cái này cực khổ bạn ơi, kỳ công lắm. Biết sao không? Mấy cái ngạnh này nè, mấy ngạnh sắt các bạn, nó nhọn lắm, nó quẹt đau lắm rồi. Giống như mình bị chạy giò đó bạn. Đó, thông cảm nha các bạn. Đó thì mình đau vậy các bạn, nhớ mình chọn cho mình để mình lượm được cái giải nha các bạn. Đúng rồi đó mấy bạn ơi. Các bạn nhớ mình chọn cho mình chiến thắng nha, để mình có gì là mình sửa lại xe nha, để mình đi học các bạn ơi. Đúng rồi. À, ý là mình chọn đi chiến thắng. Dạ. Một người thì có tiền á mua suốt sức rẻ. Dạ. Một người thì có tiền á tu sửa thì chiếc xe đạp để trụ trường phải không? Dạ. Đó thì khá là ý nghĩa, thì mấy đứa biết nghĩ gì cũng tốt rồi. Thì theo cha là cái lồng này cũng 10 điểm nha. Dạ. Rồi đem treo kia đi. 10 điểm. Còn cái lồng cuối cùng là lồng ba kè. Số 3. Ủa, hồi đầu tiên á làm gì định nuôi chim, còn bây giờ á không nuôi cu luôn rồi nuôi sáo. Tại vì cái con chim trâu trảo tên nó nhỏ xíu à, mà cái lồng ăn chập bá lửa nên nó không thích hợp thôi. Đúng rồi, sáo luôn thôi. Em nói nghe đúng rồi, cái lồng em á là nuôi cặp chim cu gì cũng được cho nó quá rộng đâu bạn ơi. Quá này, cái này nuôi trảo Tư, con sáo là con chim vậy. Đúng rồi, thì Tư thấy em nghĩ vậy đúng rồi, cái lồng này khá là rộng là nuôi sáo khá là thoải mái các bạn ơi. Tư ơi, nó tới hai đồ chỗ đu luôn nha Tư. Chỗ trên đây thì cao, dưới đây thì thấp nè Tư ơi. Cái lồng em có một cái lợi dụng là biết gì không Tư? Sao? Là cái lồng nhỏ là con rắn nó chui vô không được anh Tư ơi. Hả? Đúng rồi. Là sao, là sao, giải thích lại. Như là anh Tư treo trên cây phải không? Ừ. Anh Tư ngủ quên đi. Ừ. Cái rắn nó thấy chim nó bò vô mà bò vô đâu được đâu, ông này nó nhỏ quá mà. Được chứ anh Tư, trên đây mà anh bự chẻ nè anh Tư. Đúng rồi, thì nó biết nghĩ vậy cũng đúng á. Anh Tư thấy cái này cái lỗ khá là nhỏ hai lồng kia nè. Dạ. Thì rắn rít á mình nuôi chim các bạn lưu ý một điều nha. Tại dưới quê mình rắn lục dữ lắm, nó thấy con chim là nó mê lắm, lại có thể nó bắt chim nó ăn á. Dạ. Đó thì nó chế cái lỗ nhỏ này con rắn vô có thể không lọt được nè, khá là hay luôn. Dạ. Ý tưởng cũng được. Khác, lỗ trên thì cái lỗ trên này hơi bự tí nhưng mà cũng khá là nhỏ. Anh Tư phải có cái đồ trùm lên để anh Tư phơi nắng mà. Ok, nó nói là cái này có giải nuôi chim cô phải có cái giải đậy cho nó dạng. Đúng, hợp lý. Đó thì cái lồng nghe là số 3 phải không? Dạ.
đó bữa giờ thì cái hội thí sinh em không thắng được nhiều, thì bây giờ cái lòng tới lòng chim này Tư thấy chế khá đạt luôn á. Dạ. Tụi em có cái lời nào phát biểu để các bạn bình chọn em không? Thì các bạn nhớ mình chọn cho mã số 3 của mình nha bạn, để mình có tiền rồi mua sách giáo tập để vô còn trường còn học nữa bạn ơi. Ai đừng có nói là bảo quen coi chừng nó có tiền đi chơi với nghệ gì đó. Chưa đâu Tư ơi, để mình thắng mấy cái giải rồi lòng chí bạn, hồi đó giờ đâu có thắng được giải nào đâu. Ok rồi, còn phát biểu nữa không? Thì còn Tư ơi, em phát biểu là em muốn cái lòng chí em sẽ thắng Tư. Để em có tiền đi mua bi về để bắn đá Tư ơi. Hết tiền mua bi luôn á anh Tư. Các bạn ơi, thì nó cũng ước mơ làm ná thủ các bạn ơi. Đa số là bắn chặt lát ra cho nên nó hao ba cái bi nhiều lắm. Cho nên các bạn bình chọn nó để một đứa thì có tiền đi chơi với ghệ. Á phải nãy đi chơi cái gì? Đi học tập. Đi học tập rồi một đứa có tiền đi mua bi. Đó thì nó cũng có một cái mong muốn chiến thắng, thì các bạn nhớ bình chọn mã số 3 nha. Dạ. Đó thì giờ mấy đứa treo lên nên Tư quay cho bạn theo lần nữa. Đó, thì các bạn thấy không? Từ xa đây là cái mã số 1 nha các bạn. Nuôi con chim trao trảo khá là đẹp luôn rồi. Ở đây thì nó khá là thoải mái đó. Thì cái lồng số 1 là của Tí Chuột nha. Còn cái lồng của số 2 là bằng hữu và phát triển nè, các bạn coi nè. Nuôi con cua bông á, các bạn thấy không, nãy giờ giờ nó quen nè, thấy dễ thương không? Quá đẹp luôn, có cái nó hơi nhát người chút nha, chứ bỏ đã vô đây là nó quá thoải mái luôn. Còn cái lồng số 3 thì các bạn khỏi nói rồi, nó chà bá luôn, cái này nuôi á một cặp cũng được, đừng nói một con, quá đẹp luôn. Đó thì các bạn ngày hôm nay thì theo mình thì mình thấy cái lồng này 10 điểm hết trơn rồi. Nhưng mà mình cũng sẽ mong chờ các bạn chấm điểm dùm nha. Tại vì mình có là clip hồi thí sinh này kia các kiểu, thì mình mong các bạn sẽ chấm điểm thì nó mang tính phạt lay hơn nha. Thì mình sẽ đọc bình luận các bạn chấm điểm cái nào hạng nhất, thì mình sẽ coi cái nào cao nhất mình sẽ trao thưởng sau nha. Còn mấy anh em mình đã chế tạo lồng chim thì nếu mà bạn yêu thích cái video hãy lại một like, đăng ký một chia sẻ, và các bạn nhớ để lại là comment để mấy anh em mình tiếp tục thực hiện chế tạo lồng chim khác nữa nha. Còn bây giờ bye bye, tạm biệt các bạn, bye bye.